phường kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020. Đến với bản tin hoa thành đốn tối nay gồm có bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, quý kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài thấy gì ở Việt Nam năm 2020 do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Có ba sự kiện quan trọng đối với Việt Nam năm 2020, nhưng ánh sáng tương lai vẫn chưa ló lên ở cuối đường hầm. Về mặt đối ngoại, kể từ ngày 1 tháng Giêng 2020, Việt Nam luôn phiên giữ chức chủ tịch ASEAN, The Association of Southeast Asia Nations, Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Cũng từ ngày đầu năm, Việt Nam chính thức hành xử vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đối nội, Việt Nam sẽ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp từ tháng 4 đến trước ngày 30 tháng 6 để bầu đại biểu dự đại hội thứ 13 của Đảng diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Nhưng theo các tin từ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị Đương nhiệm khóa 12 đã quy hoạch được khoảng 250 cán bộ đảng viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện trở thành cán bộ cấp chiến lược của khóa đảng thứ 13 nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, chuyện bầu cử đang được ráo riết tuyên truyền phải thật sự dân chủ, trong sáng và chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm. Có ý nghĩa gì không? Hay chỉ làm để đăng báo, chụp hình, quay phim? Khóa đảng thứ 12 Nguyên Thủy có 180, nay còn 174 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khóa. Nhìn gà, hóa cuốc. Nhưng trước hết, hãy bàn về hai nhiệm vụ quốc tế đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khoe trong thông điệp đầu năm. Ông nói, quyết tâm đảm nhiệm thành công cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 thể hiện sự nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại. Đó là theo tin tức của ngày 2 tháng 2 năm 2020. Ông Trọng khoe như vậy mà không phải vậy, bởi vì Việt Nam giữ chức chủ tịch ASEAN chỉ là luân phiên đương nhiên theo vần tên nước trong số 10 quốc gia hội viên. Theo nguyên tắc mới, mỗi nước là một năm. Có quyết tâm hay không cũng xảy ra không phải tranh giành với ai. Chuyện Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021 cũng vậy. Không phải ganh đua với ai vì Việt Nam là ứng viên duy nhất của nhóm châu Á-Thái Bình Dương. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 7 tháng 6 năm 2019, tổng cộng có 192 trên 193 quốc gia vùng lãnh thổ thành viên Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu cho Việt Nam. Bàn truyền giáo đảng đã khoái âm lên, đây là thành tích ngoại giao quan trọng. Trước Việt Nam đã có Nam Dương, thay mặt khu Á Châu, Thái Bình Dương giữ nhiệm kỳ 2018-2019, nhưng báo đài nước này đã dẫn dưng như người Sài Gòn. Do đó, ông Nguyễn Phú Trọng, nay sang tuổi 76, đã hồ hởi tự khoe trong thông điệp rằng những sáng kiến, ưu tiên mà chúng ta đề ra tại ASEAN và Hội đồng Bảo an phản ảnh mẫu số chung lợi ích của tất cả các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, đồng thời bảo đảm hài hòa với lợi ích của các đối tác khu vực và quốc tế. Sáng kiến gì và ưu tiên nào và đã được đưa ra từ bao giờ, trong khi Việt Nam chỉ nhận được trách nhiệm tại ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ ngày 1 tháng Giêng năm 2020, ai trong bang đối ngoại trung ương hay bộ ngoại giao đã viết những điều bị ở chuyện này? Vì vậy, cũng thử hỏi ông Trọng, với lợi thế quốc tế mới, liệu Việt Nam có dám đưa hành động chống phá của Trung Cộng ở Biển Đông ra hai diễn đàn, ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không? Hay ông chỉ biết nói cho sang miệng già? Trong diễn văn bế mạc hội nghị Trung ương Đảng kỳ thứ 11 ngày 13 tháng 10 năm 2019, ông Trọng chỉ nói mấy chữ kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhưng đấu tranh với ai và tại sao phải tranh đấu? Cả thế giới có nước nào ngoài Trung Cộng là nước duy nhất đã xâm phạm chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở biển Đông. Sau đó, vào ngày 21 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ấm ớ hội tề trong báo cáo trước Quốc hội rằng tình hình biển Đông gần đây diễn biến phức tạp, trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của Việt Nam được xác định theo luật pháp quốc tế trái với tuyên bố DOC và các thỏa thuận cấp cao. Đảng và nhà nước ta đã nhất quát chủ trương những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta không bao giờ nhân nhượng. Ông Phúc nói to nhưng thùng rỗng, vì ông cũng sợ không dám nói thẳng với quốc hội và quốc dân rằng Trung Cộng là thủ phạm. Đến phiên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ ú ớ trong diễn văn khai mạc quốc hội ngày 21 tháng 10 năm 2019. Bà nói, tình hình Biển Đông thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp, khó lường và những tác động không thuận khác đã ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta. Lãnh đạo mà ngọng miệng như mắc câu trong lưỡi khi phải nói đến chủ quyền lãnh thổ trước hành động xâm phạm trắng trợn của tàu như thế thì bản lĩnh cầm quyền và nô lệ có gần nhau không? Cộng sản Việt Nam làm được gì trong năm 2020? Phản ảnh giống tộc như đúc. Ông Nguyễn Phú Trọng còn rao hàng ngoại giao đa phương trong thông điệp gửi thế giới như Tập Cẩm Bình, lãnh đạo Trung Cộng vẫn làm khi có cơ hội. Ông nói, Việt Nam thúc đẩy vai trò của chủ nghĩa đa phương, hiến trưng Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế vì một thế giới hòa bình công bằng và tốt đẹp hơn. Đặc biệt, nhân dịp này tăng cường hiệu quả hợp tác và quan hệ đối tác toàn diện giữa ASEAN và Liên Hiệp Quốc vì lợi ích chung của các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế. Cũng là thưa vì từ ngày thành lập tại Bangkok, Thái Lan ngày 8 tháng 8 năm 1967, ASEAN đã có truyền thống hợp tác chặt chẽ và sát cánh với Liên Hiệp Quốc trong mọi hoạt động nhưng vì ASEAN tuy là một khối 10 nước nhưng rất hiếp, đạt được đoàn kết thống nhất lập trường với Trung Cộng, nhất là trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông của Phi Lục Tân, Việt Nam, Mã Lai Á và Brunei Này. Lý do vì có một số nước không có tranh chấp với Trung Cộng, gồm Thái Lan, Lào, Campuchia Miên, Miến Điện và Nam Dương, vì được ưu đãi viện trợ và động tư đã có lập trường đứng giữa mỗi khi bỏ phiếu chống lại lợi ích của Trung Cộng. Dù vậy, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn phô trương trong thông điệp Việt Nam muốn chủ động và tích cực đóng góp vào việc giải quyết các thách thức chung của toàn cầu và khu vực, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích các nước và của khu vực như hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, nước biển dân, khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết hậu xung đột. Nhưng kinh nghiệm quá khứ đã cho thấy Việt Nam tuy đông dân ngót 100 triệu người và có quân đông trên 5 triệu, kể cả lực lượng dự bị, nhưng chưa tạo được ảnh hưởng thực sự trên chính trường quốc tế và khu vực như Nam Dương, Phi Lục Tân, Mã Lai Á, Thái Lan và Tân Gia Bà. Hơn nữa, với vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tuy Việt Nam sẽ có thêm cơ hội hiện diện với tiếng nói tại diễn đàn quan trọng này và có quyền bỏ phiếu với 14 nước khác, nhưng sẽ rất khó mà đạt ý muốn vì Trung Cộng và Nga có quyền phủ quyết bình đẳng như ba ủy viên trường thực là Hoa Kỳ, Pháp và Anh. Do đó, cứ đề xứ nào về tình hình Biển Đông do Việt Nam đưa ra trước hội đồng này, nếu có, cũng sẽ gặp khó khăn với Trung Cộng. Khi phủ quyết, chỉ cần một trong năm ủy viên thực hiện quyền này là nghị quyết tiêu tàng. Đó là niềm vui hay mối lo cho Việt Nam năm 2020. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trăng.